thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ dần chưa thể xả thịt lột da, ăn gan uống máu quân thù, giấu cho trăm thân này phơi ngoài nồi cỏ, nhìn thấy này bọc trong da ngựa, ta cũng nguyện xin cam lòng. Vậy các ngươi hãy cùng ta vì nước quên thân. Dưới quyền tiết chế của Hưng Đạo Đại Vương, tướng sĩ với thần dân xin thề: giết hết, giết hết, giết hết, xin thề: giết hết, giết hết, giết hết. Các ngươi hãy sẵn sàng đợi lệnh đánh chặn quân thù khi chúng tràn sang từ phía ải Chí Lăng. Xin thề vì nước quên thân, quyết đánh tan giặc hết. Tin báo tiệp của các ngươi. Truyền lệnh các đạo quân tạm lui về bản địa. Xin quân lệnh. Giặc Hắc đã xâm lăng Đại Việt, Hưng Đạo Đại Vương thánh kế thần cơ, tính toán thế trận rồi phản công quyết liệt.
tiên là qua câu chuyện cũ mà sử gia Ngô Sĩ Liên chép lại, chứng tỏ rằng thần bí Hưng Đạo một bậc hiểm màu, linh khí nước Nam vô cùng huyền diệu. Hôm nay kỷ niệm 719 năm tháng 8 Dỗ Trà, được cùng dự lễ tưởng niệm và dân hương đức thánh Trần, thành kính cúi đầu trước độ thánh thiêng liêng trong khói hương nào. Được chứng kiến cảnh tượng diễn sử hồi thủy quân hoành tráng trên lục đầu giang, mỗi chúng ta như được sống lại những thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc trong ngọn lửa hào hùng của một thời oanh liệt. Mạch nguồn dân tộc chảy không ngừng trong huyết quản của muôn thế hệ, thần khí núi sông hung đúc, anh linh đức thánh Trần thượng đẳng thiên đi, hơn 7 thế kỷ qua đã là nguồn sức mạnh giúp cháu con lập nên bao kỳ tích, đến ngày nay càng bừng bừng trong thế xung thiên. Thành đại việt trở về cội nguồn, kính cẩn vương mình chiêm bái tri ân Hưng Đạo đại vương, vị tổ tối cao của thủy quân Việt Nam, kính cẩn cầu anh linh ngài hiện ứng phù hộ cho quốc thái dân an, cho dân dân bền vững, biển đảo bình yên, toàn dân tộc đoàn kết đồng lòng xây dựng và bảo vệ giang sơn Việt Nam giàu đẹp, đồng lòng hướng về lãnh hải của tổ quốc.